Dạ kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay kính mời quý cô chú và anh chị cùng con đi về huyện Châu Thành, cụ thể là xã Điềm Huy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Thì ở đây đang có một cái thửa đất đang rao bán, hiện tại là đất lúa. Thì diện tích tổng là 3.944 m². Này. 3.944 m² đất hiện trạng trên sổ là đất trồng lúa nước nha quý vị. Thì cái phần mặt tiền của chúng ta là cái phần giáp với đường ngay chỗ cái xe máy đó đó quý vị. Nó có cái bờ đất đường kinh chút xíu nó sẽ đi vô đó cho quý cô chú và anh chị xem. Thì tổng thể đất của chúng ta hướng là hướng đông nha quý vị. Phần mặt tiền tiếp giáp với đường đất, đây mặt tiền tiếp giáp là 29,3 m và chiều sâu vô là 70 m và cái chiều ngang hậu là 50 m. Thì đất của chúng ta thì có hình như thế này thì tạm gọi là hình chữ L nha quý vị. Đó, đất thì cũng chắc, góc cạnh thì cũng vuông ha, cũng đẹp ha. Đó. Rồi, thì đất hiện tại là đất trống, đất đang làm ruộng thì đất của chúng ta tới cái chỗ mấy cái cây đó đó quý vị, tới chỗ mấy cái cây đó ha. Rồi đi vào trong. Đây là đất hiện tại là đất còn là đất lúa. Rồi đất cũng đang bỏ trống đó quý vị. Đây này miệng cánh đồng, hiện tại đất lúa giá thì giá chủ bán là 300 triệu một công nha quý vị. Giá bán 300 triệu một công thì quý cô chú và anh chị mua lẻ cũng được, cũng bán. Mua hai công cũng bán luôn quý vị. Thì cái bờ cái đường này nè, cái đường trước này đi đây là đi vòng ra cũng được. Và hiện tại đi đi trái vô, đi ngược ra đây thì ở đây chúng ta nhìn thấy cao tốc kế bên rồi quý vị. À, cao tốc có thấy xe chạy kế bên nè. Cái đường này thì hiện tại đầu đường là bản vẽ quy hoạch đó. Cái bản cầm ngay đầu đường là mặt đường 2,5 m nha quý vị. Thì hiện tại đường này đã được cầm bản và cũng chuẩn bị quy hoạch lên. Thì hiện tại còn vướng cái nhà ở phía đầu đường đó đó, nên là chưa có lên được. Rồi đây cái bên này có cái nhà yến nè quý vị. Khu này thì dân cư đông, cái đoạn ruộng này là không có nhà nè. Còn vòng xung quanh thì nhà đông lắm quý vị. Đó, đất của chúng ta là đất ruộng ha. Đất ruộng giá là 300 triệu công, thì quý cô chú và anh chị quan tâm cứ gọi là 098 777 6257, thì con sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về xem đất. Đất thuộc xã Điềm Huy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì cái ấp đó là ấp Bắc B, ấp Bắc B xã Điềm Huy nha quý vị. Nó có trụ đá này nè quý vị. Rồi đây ngay vị trí này trụ đá này. Ngang qua đó, ngang qua thì ứng với cái mặt tiền này là 29 m, ứng với mặt tiền 29 m nha quý vị. Rồi ở đằng trước này là có con đường đi, hiện tại là đường xe máy đó, đường xe máy nè quý vị. Phía trước thì có một cái con kênh này, kênh này thì có đóng đập rồi nên là lục bình rất là nhiều. Đây là phần mặt tiền 29 m nè. Đó, xịt đằng kia cũng có căn nhà, quý vị, giáp đất có căn nhà. Thì bên hông bên kia, bên sông bên kia cũng có nhà, ở đây điện nước thì có đầy đủ rồi quý vị. Cột điện thì nằm bên kia kinh ha. Hiện tại là đường xe máy. Giá là 300 triệu cho một công, tổng diện tích là 3.944 m². Thì quý cô chú và anh chị quan tâm alo cho con nha, 098 777 6257. Rồi đến đây thì xin kính chào quý cô chú và anh chị, và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị trong video tiếp theo nha.